Chào các bạn, hôm nay thì anh Vũ Chí Sơn sẽ thực hiện món bổ bưởi bằng tay siêu nhanh nhé các bạn. Đây, rồi móng tay của anh rất sắc nhọn, bổ rất nhanh và đẹp. Ô, còn bổ còn nhanh hơn cả mình dùng bằng dao các bạn ạ. Sao? Thế là đã hoàn thành xong rồi, có 20 giây thôi các bạn ơi. Bưởi này là bưởi rất ngon luôn. Và bổ ra là mình sẽ được ăn thử ngay một múi đầu tiên để cho nó ngọt giọng. Mất ngón tay đấy. Thi đấu và anh đã bị gãy mất cái móng tay. Gãy đâu. Rồi, vẫn chưa đến một phút các bạn ạ. Đấy, đây là bổ bưởi để cho mọi người ăn tráng miệng. Tráng miệng ngày Tết nhá. Đấy. Đấy. Xong, sạch đẹp. Đấy, ôi, còn bóc ra đây còn nhanh hơn dao này. Xong. Đấy. Cũng là một phần do quả bưởi này là dễ gọt nhé các bạn. Đấy, thế là xong. Và mình test thử luôn một múi. Rồi, rất ngon. Rồi. Bưởi rất ngon các bạn ạ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem nhá. Mọi người thấy hay thì hãy like và ủng hộ cho anh em mình nhá. Đây, múi bưởi đây, ngon. Rồi, bye bye.